nợ nần bao vây tiền bạc không có yêu đương cứu gì. Số anh nghèo phải làm công ty, hàng ngày chỉ biết trong những tháng lương đôi ba đồng. Anh mang trên vai là nặng gánh gia đình thôi, không nên yêu anh em sẽ khổ cả đời. Vậy cho nên hãy tìm hạnh phúc mới. Số anh nghèo, miệng đời khinh khi, ngoài việc cố gắng anh không nghĩ nhiều. Số anh nghèo, tự mình anh đi, họ hàng nhìn thấy ai nay cũng quay lưng không nhìn. Bao năm bôn ba mà vẫn trắng đôi bàn tay, lương anh tăng ca chỉ đủ sống qua ngày. Một người chỉ có đôi tay trắng, khó khăn không người kê vai.